Khu Port City này do Trung Quốc tài trợ ở Colombo được dự trù là sẽ trở thành một trung tâm kinh doanh quốc tế, nhưng nó hầu như bỏ hoang. Được xây dựng trong khuôn khổ của sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc, những dự án như thế này nhằm thúc đẩy nền kinh tế của Sri Lanka. Giờ đây, khi đất nước đang vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất từ trước tới nay, chúng được coi là của nợ, làm tăng thêm gánh nặng nợ nần. You have the Colombo Port City where they're supposed to attract international investors. Bạn có Colombo Port City, nơi được cho là sẽ thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Điều đó đã không xảy ra. Hiện giờ chưa có một bóng nhà đầu tư nào, vì vậy tất cả các dự án này đều vấp phải vấn đề doanh thu. Không có doanh thu nào bơm vào nền kinh tế. Các dự án của Trung Quốc bị giám sát chặt chẽ khi Sri Lanka hết ngoại tệ để nhập khẩu thực phẩm, nhiên liệu và thuốc men hồi đầu năm 2022. Suy thoái thảm khốc đã đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói, mức sống đã giảm mạnh, hàng triệu người cần hỗ trợ lương thực. Cuộc khủng hoảng được cho là do quản lý kinh tế yếu kém và đại dịch COVID-19. Nhưng các nhà phân tích nói rằng hàng tỷ đô la chi cho các dự án do Trung Quốc tài trợ đã làm trầm trọng thêm những tai ương của Sri Lanka. Ước tính tỷ lệ các khoản vay của Trung Quốc chiếm từ 10 đến 20% tổng nợ 40 tỷ đô la của Sri Lanka. China is known for working out a Trung Quốc nổi tiếng với việc phù phép cho các khoản vay trong thực tế đắt đỏ hơn nhiều so với những gì được nhìn thấy trên hợp đồng. Việc các tầng lớp chính trị Sri Lanka không thấy được hậu quả lâu dài trước những lợi ích ngắn hạn mà họ kiếm được từ Trung Quốc đã cho phép điều này xảy ra. Khoản nợ của Sri Lanka đối với Trung Quốc có thể khiến việc cấm cản Bắc Kinh trở nên khó khăn hơn. Vào tháng 8, chính quyền Sri Lanka cho phép một tàu Trung Quốc cập cảng Hambantota, một cảng được xây dựng bằng vốn vay của Trung Quốc, bất chấp sự phản đối của Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trung Quốc nói đây là tàu nghiên cứu khoa học, nhưng một số nhà phân tích cho rằng đó là tàu do thám. Vụ việc làm gia tăng lo ngại rằng các dự án của Trung Quốc có liên quan đến tham vọng chiến lược của Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương. Cảng Hambantota được cho Trung Quốc thuê sau khi Sri Lanka không thể trả được nợ. Từ những phát hiện, tôi thấy rằng không chỉ có hoạt động dân sự ở Sri Lanka, mà có thể có hoạt động quân sự mà họ sẽ thực hiện trong tương lai, chẳng hạn như từ Hambantota. Trung Quốc mạnh mẽ bác bỏ những lời chỉ trích như vậy. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên hồi tháng trước cho biết Bắc Kinh chưa bao giờ tìm kiếm bất kỳ lợi ích chính trị nào từ các khoản đầu tư của mình vào Sri Lanka. Sri Lanka giờ đây hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc đàm phán với Trung Quốc về việc tái cơ cấu nợ. Tái cơ cấu nợ là điều rất quan trọng để đảm bảo nhận được gói cứu trợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế và bắt đầu phục hồi nền kinh tế.